chuyện gì sẽ xảy ra? Khi những chiếc xe tăng chủ lực từng làm chủ công cho mọi mũi xung kích lục quân đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm, cần được hưởng chế độ bảo dưỡng trong bảo tàng hoặc đi vào các trang sử sách như biết bao thế tiền bối. Tuy nhiên, quốc gia nơi chúng từng phụng sự lại không cho phép điều đó xảy ra. Với đủ số lý do, từ không đủ tài chính để thay thế hàng loạt đến tư duy khai thác tận cùng chức năng phương tiện, những cỗ máy già cỗi buộc phải tiếp tục phụng sự quốc gia thêm một thế hệ người nữa. Nhưng tất nhiên, mỗi chiếc trong đó sẽ được ra chiến trường với một diện mạo mới, rất lạ mà quen với hàng tá sản phẩm công nghệ hiện đại của thế kỷ 21. Đó chính là kết quả của quy trình cải tiến xe tăng đầy ngoạn mục mà hiệu quả của nó sẽ được chúng tôi giới thiệu đến các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá các phiên bản cải tiến của dòng xe tăng T55 có nguồn gốc từ chính phiên bản cải tiến thử nghiệm của thiết kế T54, còn gọi là Object 155. Phải nói thêm rằng đây là dòng xe tăng cũ, có thiết kế rất cơ bản nên có thể dễ dàng lắp ráp, thay thế các bộ phận mới, giúp phục vụ hiệu quả hơn ý đồ của bên khai thác. Do vậy, trong video ngày hôm nay, T55 sẽ là mẫu xe tăng có nhiều phiên bản cải tiến nhất và cũng có tiềm năng được phục vụ trên chiến trường lâu dài nhất, có thể đến cả chục năm nữa. Vâng, còn gì vinh hạnh hơn đối với một loại vũ khí khi chúng vẫn luôn được quan tâm, sửa chữa, cải tiến và sánh đôi cùng chủ nhân chọn đến cuối con đường. Đó cũng là những mong muốn của ekip kiến thức quân sự nói riêng và CD Team nói chung. Chúng tôi luôn muốn đồng hành cùng các khán giả lâu nhất có thể đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, trên con đường khám phá kho tàng kiến thức bao la mà vô cùng thú vị. Vậy nên các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có động lực sản xuất thêm nhiều video hay hơn nữa. Còn bây giờ quay trở lại với nội dung chính. Hãy nhìn lên màn hình. Trước mắt các bạn chính là dòng xe tăng M55S, một phiên bản T55 nâng cấp do Slovenia tiến hành dựa trên công nghệ Israel. Trong quá trình cải tiến, xe tăng đã được trang bị pháo 105mm L7 có thể bắn đạn chống tăng có chất nổ cao và đạn xuyên giáp. Xe cũng được lắp đặt ống dẫn nhiệt. Điểm đáng chú ý hơn nữa là loại phương tiện này cũng được trang bị giáp phản ứng nổ bằng thép và vật liệu tổng hợp trên thân, tháp pháo, giúp tăng cường khả năng sống sót cho kíp lái. Hệ thống điều khiển hỏa lực cũng được cải tiến với một chiếc máy tính đường đạn kỹ thuật số, giúp tăng cường độ chính xác khi tấn công. Nhưng về cơ bản, nó vẫn giữ nguyên bộ khung của T55 với trọng lượng 38 tấn, chiều dài 9,9m, rộng 3,5m, chiều cao 2,39m. Kíp chiến đấu của xe gồm 4 thành viên bao gồm chỉ huy, pháo thủ, người nạp đạn và lái xe. M55S sử dụng động cơ diesel 600 mã lực mới thay thế cho động cơ T55 nguyên bản. Nhờ đó, xe có thể di chuyển với vận tốc tối đa 50 km/h cùng tầm hoạt động là 500 km. Trên thực tế, dòng xe tăng T55 cải tiến này đã rất hữu ích với Slovenia, nhưng theo một cách rất riêng. Số là vào ngày 19 tháng 9 năm 2022, Thủ tướng nước này là Robert Golob đã đề xuất Thủ tướng Đức Olaf Scholz về việc chuyển giao cho Ukraine 28 xe tăng chiến đấu chủ lực M55S từ kho quân sự của quân đội Slovenia để đổi lấy các phương tiện quân sự của Đức. Vâng, mất vài đội xe tăng cũ, đổi lại được cả tá thiết bị mới, lại được thêm cái tiếng hết lòng về đối tác, một nước đi không thể chuẩn hơn đến từ Slovenia. Trên chiến trường thực tế với Nga, M55S cũng chứng minh được hiệu quả bởi sức bền và khả năng sửa chữa dễ dàng đối với Ukraine. Không ít thông tin cho thấy chiếc xe tăng M55S bị trúng đạn chống tăng, nhưng kíp lái vẫn sống sót một cách thần kỳ, cho dù bộ khung xe đã bị hư hại đến mức ngay cả những nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm nhất cũng chỉ có thể thu gom linh kiện còn tốt, chứ không tái sử dụng xe được. Theo một số thông tin, Việt Nam sau thời gian làm việc với phía Israel cũng từng đưa ra phương án cải tiến có nhiều điểm tương đồng với dòng M55S áp dụng lên một số xe tăng T54 cũ. Mà nói đến Ukraine, bản thân quốc gia Đông Âu này với tư cách là một cựu thành viên Liên Xô cũng sở hữu một số lượng rất lớn các xe tăng T54, T55 cũ.
Trong một thời gian thực hiện chính sách bản thanh lý vũ khí tồn kho từ thời Liên Xô, nước này cũng không ngại giới thiệu phương án cải tiến T-55 theo kiểu cây nhà lá vườn, được biết đến với cái tên T-55AGM. Khác với M-55S, phiên bản nâng cấp T-55 tập trung vào khả năng cơ động. Động cơ diesel tăng áp 5TDFM, công suất 850 mã lực, được sử dụng kết hợp với hộp số tự động và thiết bị lái thành chữ T, cùng bàn đạp ga và phanh thông thường. Động cơ và hộp số mới, ngoài việc cung cấp thêm tốc độ tiến về phía trước, cho phép T-55AGM di chuyển lùi nhanh hơn 5 lần so với T-55 ban đầu. Hệ thống trèo cũng đã được nâng cấp để cho phép leo lên các chướng ngại vật cao hơn và dốc cao hơn, cả về phía trước và phía sau, giúp T-55AGM di chuyển êm ái hơn nhiều, giảm bớt sự mệt mỏi của phi hành đoàn. Hỏa lực được tăng lên đáng kể. T-55AGM được trang bị pháo KBM-2 120mm tương thích với NATO, hoặc pháo KBM-1 125mm. Đây là phiên bản sửa đổi của pháo chính được tìm thấy trên xe tăng hiện đại của Nga. Ta cần lưu ý rằng KBM-2 dài hơn pháo 120mm tiêu chuẩn của NATO. Cả hai loại pháo này đều sử dụng bộ nạp đạn tự động được thiết kế đặc biệt để lắp vào tháp pháo nhỏ của T-55AGM. Cấu hình cao của xe tăng cải tiến hiệu Ukraine dĩ nhiên cũng đi kèm với một mức giá tương xứng lên tới 1,5 triệu đô trên chiếc. Nó đắt đến mức người ta có thể đắn đo tới chuyện có nên mua loại xe tăng cải tiến này không, hay để dành thêm chút nữa để chuyển hẳn sang dòng xe tăng mới hiện đại hơn. Ở phía bên kia chiến tuyến với Ukraine, người Nga dù xuyên suốt một thời gian dài đã gần như bỏ qua T-55, do nước này không thiếu những phương tiện tối tân hơn như T-72B3, T-90. Tuy nhiên, họ vẫn dành vị thế nhỏ bé cho phiên bản nâng cấp xe tăng T-55 cải tiến mang tên T-55M6. Điểm đáng chú ý nhất của phiên bản này là xe được trang bị hệ thống treo mới với việc bổ sung thêm một hàng bánh chịu lực mỗi bên, khiến T-55M6 khi nhìn thoáng qua rất dễ bị nhầm lẫn với dòng xe tăng T-72, mẫu xe tăng quốc dân của Nga hiện tại. Động cơ diesel của T-55M6 là loại V465M có công suất 690 mã lực. Tháp pháo cũng được nâng cấp hoàn chỉnh với thiết bị nạp đạn tự động và pháo nòng trơn 2A46M cỡ 125mm, tương tự như xe tăng T-72BM. Ngoài ra, T-55M6 cũng được tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ nhờ giáp phản ứng nổ Contact 5. Khách hàng có thể tùy chọn trang thiết bị hệ thống điều khiển hỏa lực 1A40-1 tương thích với tên lửa chống tăng 9K120 Svir, tương tự như T-72BM, hoặc tổ hợp 1A42 để bắn được tên lửa 9K119 Reflex tương tự T-80U. Rõ ràng việc tích hợp cả tá công nghệ khủng như vậy sẽ khiến xe tăng bị đội giá. Trong khi đó, năng lực chiến đấu và hiệu quả hoạt động của T-55M6 chưa hề được kiểm chứng qua thực tế, còn gây nhiều nghi ngại cho khách hàng. Đã thế, nó lại được giao bán với mức giá lên tới 2,4 triệu đô trên chiếc, hơn cả tiền mua hẳn T-64, T-72 hoặc Leopard 2A4 cũ của Đức. Phiên bản T-55M6 cũng vì thế mà có thêm chức năng đẩy khách hàng vào nguy cơ bị hỏi xem là đã nhận bao nhiêu vali rượu ngoại trước khi ký quyết định này. Còn đây là xe tăng TR85M1 đến từ Romania. Một phiên bản nâng cấp nặng ký theo đúng nghĩa đen từ mẫu T-55 cổ điển từng đứng nước này sao chép chế tạo từ nguyên mẫu của Liên Xô. TR85M1 theo đó có trọng lượng lên đến 50 tấn. Nó có lớp giáp bảo vệ được cải thiện so với phiên bản tiền nhiệm. Tháp pháo của xe lớn hơn với lớp giáp thụ động bổ sung ở phía trước. Xe tăng được trang bị máy thu cảnh báo laser, hệ thống bảo vệ NBC và hệ thống chữa cháy tự động, gần như lột xác hoàn toàn so với phiên bản T-55 cũ theo kiểu vỏ Liên Xô, ruột NATO. TR-85M1 có vũ khí trang bị tương tự như phiên bản tiền nhiệm. Nó được trang bị pháo 100mm siêu cổ điển, nạp đạn bằng động cơ sức cơm. Đạn được cất giữ trong bệ tháp pháo, được trang bị các tấm nổ. Mặc dù loại pháo này bắn đạn APF-SDS được thiết kế mới, nhưng nó kém hơn so với pháo 125mm hiện đại. TR-85M1 được trang bị động cơ diesel 8VS 2AT2 mới của Đức, công suất 860 mã lực. Xe tăng cũng có hệ thống treo khí nén mới. Một số nguồn tin cho biết TR-85M3 mới đang được phát triển. Nó nên được trang bị một động cơ mạnh mẽ hơn. Xe tăng này cũng sẽ có pháo 120mm hoặc 125mm mới, cũng như áo giáp cải tiến và hệ thống điện tử tối tân. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với phiên bản cải tiến thành công nhất trên thương trường của thế hệ xe tăng T-54-55.
À mà nói đúng hơn thì đây phải là phiên bản sao chép của dòng xe tăng T-54 huyền thoại. Chính là mẫu Type 59 được Trung Quốc nâng cấp lên chuẩn Type 59G. Suốt một thời gian dài, Type 59G đang trở thành món hàng hot trên thị trường xuất khẩu tới các nước có tiềm lực chi tiêu cho quân sự hạn chế. Loại xe tăng này được trang bị tháp pháo mới kiểu Hàn với bề ngoài góc cạnh thay vì tháp pháo đúc hình tròn cầu kiểu cũ. Động cơ 500 mã lực được thay thế bằng động cơ diesel 800 mã lực, nâng cấp hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại. Xe còn được bổ sung giáp phản ứng nổ phủ kín mặt trước. Giáp hồng cũng được thiết kế mới, lắp đặt thiết bị nhìn đêm thế hệ 2. Các miếng giáp phản ứng nổ này được lắp khá sát, khít với nhau, tăng khả năng sống sót khi bị tấn công. Bên cạnh đó, xe còn được tích hợp thêm giáp phục composite ở một số vị trí trọng yếu. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của Type 59G là pháo nòng xoắn cỡ 100 ly cũ đã được thay thế bằng pháo nòng trơn cỡ 125 ly, tương tự pháo 2A46M của Nga. Có tính năng nạp đạn tự động và bắn các loại đạn gồm đạn nổ phá mảnh, đạn xuyên lõm và tên lửa chống tăng. Với một lần nâng cấp tương đối toàn diện như vậy, T59G được bán với giá lên tới 1 triệu đô. Dù không được ngon bổ rẻ cho lắm, nhưng chí ít mức giá đó vẫn có thể coi là hợp lý. Type 59G hiện được quân đội Bangladesh sử dụng như loại xe tăng chủ lực mạnh nhất của mình. Trong khi đó, Trung Quốc với tiềm lực quân sự hùng hậu của mình gần như không còn sử dụng các loại xe tăng như vậy cho các đơn vị tình nguyện. Nhưng ở phía bờ biển bên kia, lục quân Đài Loan dù có trình độ công nghiệp quốc phòng khá hùng hậu, nhưng do tiềm lực quá yếu so với đối thủ tiềm tàng, họ vẫn phải phụ thuộc vào các xe tăng cũ đã được nâng cấp. Nhưng tất nhiên, họ sẽ không dùng dòng T-54-55, mà là đối thủ của nó thời chiến tranh lạnh, chính là M-60 Patton, loại xe tăng được cải tiến thứ hai trong danh sách ngày hôm nay. Mang tên vị tướng lừng danh của Hoa Kỳ từ thời Thế chiến thứ hai, M-60 Patton đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh lạnh. Sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng sử dụng xe M-103 bị giải thể vào năm 1963. Loại xe tăng này đã trải qua nhiều bản cập nhật trong suốt thời gian sử dụng. M-60 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực thành công nhất thế giới, với 15.000 chiếc đã được sản xuất và phục vụ trong quân đội của 22 quốc gia. Quân đội Hoa Kỳ đã từ bỏ xe tăng này từ những năm 1994 để thay thế bằng dòng Abrams hiện đại hơn. Quân đội Đài Loan đã mua 460 xe tăng M-60A3 từ năm 1995 đến năm 2000 với mức giá rẻ, trở thành dòng xe tăng chủ lực quan trọng của hòn đảo này. Bản thân M-60A3 cũng là phiên bản được nâng cấp. Mẫu xe tăng này được hoàn thiện lần đầu tiên vào năm 1978 và có nhiều cải tiến so với M-60A1, bao gồm hệ thống kiểm soát hỏa lực, hệ thống và động cơ. Xe tăng có động cơ diesel làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 750 mã lực tại 2.400 vòng trên phút. Do áp lực của Trung Quốc đối với các nhà cung cấp phương Tây, Đài Bắc nhận thấy việc mua vũ khí hiện đại, đặc biệt là xe tăng, là một thách thức. Do đó, chính phủ liên tục hiện đại hóa và tái sử dụng các phương tiện lỗi thời để duy trì hiệu quả quân sự. Hòn đảo đã chọn nhà sản xuất động cơ Res America có trụ sở tại Hoa Kỳ để cung cấp động cơ AVDS 750 mã lực cho mình, giúp tăng hiệu suất cho dòng xe tăng cũ. Các cải tiến đáng chú ý do Đài Loan thực hiện bao gồm hệ thống ngắm ảnh nhiệt, kết hợp máy tính đạn đạo, máy đo khoảng cách laser và hệ thống ổn định tháp pháo. Dòng tăng chủ lực theo đó cũng sở hữu khả năng tấn công toàn bộ các mục tiêu mặt đất của đối phương bằng nhiều loại vũ khí hỏa lực chính xác, kết hợp với hỏa lực từ súng máy đồng trục. Tuy nhiên, đối với người Đài Loan, suy cho cùng thì đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời nhằm đối phó với nguy cơ trước mắt trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh đang cận kề. Họ cần ưu tiên đầu tư cho pháo binh, tên lửa và vũ khí chiến đấu phi đối xứng hơn là những cỗ xe cục mịch đất đỏ. Sau thế hệ T-54-55, M-60 Patton, T-62 cũng là dòng xe tăng cũ đang được áp dụng nhiều biện pháp cải tiến và trở thành cái tên thứ 3 trong video ngày hôm nay về các giải pháp hiện đại hóa xe tăng ấn tượng nhất. Đã thế, phiên bản cải tiến xe tăng này lại được khởi động từ chính nước Nga, mới được trưng bày tại triển lãm vũ khí quốc phòng Army 2022. Hãy cùng nhìn lên màn hình T-62A cũ, và đây là T-62MV. Chiếc xe tăng được bọc giáp phản ứng nổ kín mít trông hết sức hầm hố này là T-62MV, phiên bản nâng cấp mới nhất từ dòng T-62 nguyên bản. Nó được trang bị khối giáp phản ứng nổ Contact 1 của Liên Xô. Khả năng bảo vệ của T-62MV đã phần nào được đảm bảo đầy đủ vào giữa những năm 1980 qua hàng loạt cuộc thử nghiệm khắc nghiệt. Nhưng theo tiêu chuẩn hiện đại,
Kiểu xe tăng này tỏ ra dễ bị tấn công bởi hầu hết các loại vũ khí chống tăng. Ngoài ra, nó có thể dễ dàng bị xuyên thủng bởi pháo tăng 120 và 125 ly từ mọi góc độ. Được biết trước đó, Liên Xô cũng từng có giải pháp nâng cấp T-62 khác là T-62M với lớp giáp yếm tổng hợp cực kỳ bền bỉ. Cải tiến đáng chú ý nhất đối với xe tăng là việc tích hợp kính ngắm ảnh nhiệt 1PN96MT02. Mặc dù có từ những năm 1980, nhưng vẫn mang lại khả năng nhận biết tình huống tốt hơn nhiều so với xe tăng T-62 cơ bản hoặc so với phần lớn xe tăng từ thời Liên Xô cũ trong biên chế Ukraine. Nó cung cấp phạm vi phát hiện mục tiêu vào ban đêm là 2.000m. Trong khi phần lớn xe tăng do Ukraine vận hành không có kính ngắm ảnh nhiệt, bao gồm cả xe tăng Challenger 2 mới do Anh cung cấp, vẫn sử dụng kính ngắm thể thứ nhất. Do thiết kế đơn giản, không khác biệt quá xa so với T-54-55, nên quá trình vận hành của T-62 cũng hết sức đơn giản. Đây cũng là loại xe tăng được trang bị pháo nòng trơn mang tính cách mạng thời 1960-1970, cho phép nó bắn được đạn xuyên giáp thế hệ mới. Ngoài ra, khi tham chiến, người Nga còn tích hợp cho xe bộ thiết bị đo xa kiêm chiếu chùm tia laser để dẫn đường cho tên lửa chống tăng AT-10, giúp nó tiêu diệt được mục tiêu từ khoảng cách 4.000m. Có thể thấy, các biện pháp nâng cấp dù có hơi chắp vá, nhưng cũng đã thành công khiến dòng xe tăng T-62 lỗi thời có thể chiến đấu một cách không quá thua thiệt so với những đối thủ sinh sau đẻ muộn hơn. Sau một thời gian chịu tổn thất trên chiến trường Ukraine, đến cuối năm 2022, Nga cũng đưa T-62M từ kho niêm cất để chuyển chúng tới chiến trường Ukraine, nhằm bổ sung lực lượng cho các đơn vị thiết giáp, nhất là các đơn vị xuất thân từ lực lượng ly khai trong Kiev. Khi tham chiến trên chiến trường Ukraine, các phiên bản T-62 cải tiến chủ yếu được triển khai để hỗ trợ bộ binh thay vì giao chiến với các xe tăng khác. Loại đạn phân mảnh cũng được đưa vào sử dụng để tăng phạm vi sát thương bộ binh đối phương. Điều thú vị là trước khi được phục vụ cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, phiên bản T-62M đã có thời gian phục vụ quân đội chính phủ Syria. Nó đã gây bất ngờ bởi thành tích thoát nạn sau khi bị tên lửa Tau bắn trúng, điều mà nhiều chiếc T-72 không làm nổi. Nhưng đáng tiếc là trong tay quân đội chính phủ Syria, xe tăng T-62M đã bị rơi vào tay phiến quân với số lượng khá nhiều vì các nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả sự vô kỷ luật của binh sĩ. Được biết cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn gần 20 nước đang sử dụng xe tăng T-62. Việc tiến hành cải tiến số lượng lớn dòng xe tăng này cho phép người Nga có thêm kinh nghiệm, đồng thời chứng minh được tính hiệu quả của phương án, mở ra cơ hội thuyết phục các khách hàng tiềm năng trong tương lai. Tại Triều Tiên, quốc gia bí ẩn này cũng sở hữu mẫu Pok Pung Ho phát triển từ khung gầm xe tăng T-62 được Liên Xô viện trợ. Hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ hiện đại buộc Triều Tiên phải đi theo con đường phát triển xe tăng mới dựa trên khung gầm xe tăng cũ, tích hợp tối đa công nghệ hiện đại để cạnh tranh với các đối thủ. Các cải tiến được áp dụng trên Pok Pung Ho chủ yếu tập trung vào việc trang bị giáp phức hợp và các khối giáp phản ứng nổ lên thân và tháp pháo. Độ dày giáp trước của Pok Pung Ho ước tính tương đương với 500mm thép cán đồng nhất. Đây là cải tiến tương tự xe tăng T-62M. Giáp phức hợp tăng cường khả năng kháng đạn nổ lõm, nhưng nó khó có cơ hội chống đạn thanh xuyên động năng của xe tăng M1 Abrams và K1, vốn đã chứng minh sự ưu việt trong chiến tranh vùng vịnh. Triều Tiên cũng tập trung trang bị hỏa lực rất mạnh để bù đắp lại điểm phòng thủ của Pok Pung Ho với pháo nòng trơn 2A46 cỡ 125 ly bắn được đạn xuyên giáp, kết hợp với tên lửa vác vai được gắn thêm, giúp nó chống trực thăng và phi cơ bay thấp của đối phương. Cuối cùng, chúng ta hãy đến với một phiên bản nâng cấp xe tăng hết sức thú vị đối với dòng Leopard 2A4 đến từ Ba Lan, quốc gia từng thuộc khối Warsaw của Liên Xô, nhưng lại có vẻ không mấy ưa nhìn đối với nhiều bạn có tình cảm đặc biệt với nước Nga. Số là sau khi ngồi nhà chứng kiến màn trình diễn tệ hại của dàn xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến tại Syria. Phần lớn các loại ATGM đã bắn cháy Leopard của Thổ là loại Kernet E của Nga trong tay các chiến binh người Kurd. Người Ba Lan khi đó đã nhìn lại dàn xe tăng Leopard của mình. Họ không phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng nguyên nhân người Thổ mẫn những chiếc Leopard bởi vì lý do những chiếc xe này không được hiện đại hóa để có thể chống lại đòn đánh của tên lửa Nga. Thế là Ba Lan đã bắt đầu tiến hành chương trình hiện đại hóa, mà thành quả của nó lần đầu tiên đã được ra mắt tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng năm 2017. Mục tiêu chương trình hiện đại hóa của Ba Lan không chỉ để nâng cấp khả năng kỹ, chiến thuật đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại. Bên cạnh đó, thông qua việc nâng cấp các xe tăng có nguồn gốc từ phương Tây, Ba Lan muốn tiếp cận công nghệ để có thể duy tu, sửa chữa hay tự nâng cấp sau này. Leopard PL thay thế hệ thống ổn định của pháo từ dùng cơ cấu thủy lực sang sử dụng bằng điện,
làm tăng không gian trong xe, đồng thời giảm khả năng cháy nổ khi xe bị trúng đạn, vì các chất dầu trong hệ thống thủy lực rất dễ bắt lửa. Hệ thống camera hồng ngoại thế hệ 3 sẽ thay thế các hệ thống quan sát quang học kiểu cũ. Tất cả được kết nối thành hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ. Về khả năng cơ động, Leopard PL được trang bị động cơ diesel tuabin tăng áp MTU-MB837 công suất 1.500 mã lực và động cơ phụ APU cung cấp điện cho hệ thống trên xe khi động cơ chính ngừng hoạt động. Động cơ mới cho xe có tốc độ cao nhất là 72 km/h với tầm hoạt động 500 km. Về mặt hỏa lực, Leopard PL trang bị pháo nòng trơn 120mm L44 của Leopard 204, sử dụng đạn thế hệ mới của Rheinmetall. Như đạn thuốc nổ mạnh, định giờ nổ trên không DM11 có thể dùng để chống bộ binh, xe bọc thép và trực thăng. Xe tăng Leopard PL được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực khá hiện đại với chế độ bám bắt và tiêu diệt Hunter Killer. Trường xe sử dụng kính ngắm toàn cảnh tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được chọn, phần tử tự động được lấy lên pháo và pháo thủ hoàn thành quá trình ngắm và bắn. Trong thời gian đó, trường xe sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Phương pháp bám bắt mục tiêu như vậy cho phép trường xe xử lý tình huống chiến đấu nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều so với hệ thống cũ. Vâng, các hình ảnh về các phiên bản xe tăng cải tiến Leopard 204 PL cũng đã kết thúc video ngày hôm nay của Kiến thức quân sự về cách mà các quốc gia cải tiến những xe tăng thế hệ cũ. Đây thực sự là biện pháp tiết kiệm, hiệu quả không chỉ đối với những quốc gia có điều kiện kinh tế hạn chế, mà còn là cả với những cường quốc quân sự sẵn sàng đi vào sử dụng trong bất kỳ tình huống đặc biệt cấp bách nào. Các bạn nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Đừng quên để lại ý kiến của mình xuống dưới phần bình luận. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Kiều xin chào và chúc các bạn có một ngày tốt lành.